Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của vợ chồng em. Xin chào tất cả anh em nhá. Ui giời, không biết làm sao này, anh em phải tháng 3 lạnh lắm. Vừa đi cấy, vợ chồng mình vừa đi cấy ruộng xong về về đến nhà. Lạnh lắm. Không biết là mạ của mình nó có sống được không ấy, tại như thế này sợ nó chết đi vậy ạ. Nhưng mà nó chết đi thì làm lại thì mệt lắm. Kiểu lạnh như tháng 11, 12 ấy nhỉ. Tháng 11, 12 còn không lạnh bằng này. Lạnh lắm, mình đi ruộng về cũng thực sợ, kinh khủng luôn, lạnh. Không có gì ăn, tối thì vợ bảo muốn ăn trứng lộn thì tổng kết ruộng thì ăn trứng lộn thôi vợ nhỉ. Thế rồi. Đấy, tí thì ấy là đi đấy hôm bụng đi xem ở chợ nó còn ấy không. Còn cái lòng bò, lòng giết thì mang về luộc chẩm chéo ăn xem nào. Thế là ăn trứng lộn nhá. Làm một khay trứng lộn thì vợ ăn được mấy quả xem nào. Vợ mấy tháng rồi không được ăn. Ơi anh em ạ, đã sẵn sàng cái này, trứng độn này này. Đúng một khay này này, 30 quả. Vợ bảo có xong ruộng thì có gì cho ăn, ăn cái gì mà thế mà. Cho ăn trứng thử xem nào. Ăn được mấy quả xem nào. Đây, trứng đi. Cái khác thì không biết chứ trứng là vợ là sở nhất trường rồi. À? Sở trường rồi. Rồi ok. Thế thì có món sở trường này này, trứng độn quả to nha. 30 quả cho vợ ăn thử xem nào, có ăn được như chồng không. Chồng thì 20 quả thì chỉ tráng miệng thôi. Để xem nào, có ăn được không. Thế, 30 quả nhưng mà nó vẫn cái này quả to. Rửa lái sạch sẽ. Vợ chiến thế nào, tầm 10 quả ăn được không? Vợ ăn được chứ. À, thế thì ok. 10 quả là ăn tốt mà. À. Thế thì tí vợ chồng mình đập ra cho vào bát tí, mỗi người 5 quả, ai ăn được nhanh nhất nhỉ? Chắc là nếu mà như thế thì nhanh là không bằng chồng rồi. Làm gì? À 8 phút ăn được 16 quả thôi mà. Trước kia ăn với em Nga Sumo ấy, chiến với nhau thì 8 phút ăn được 16 quả cũng căng đấy. Nhưng mà em ấy ăn được 47 quả, sợ. Mình nghỉ luôn, cuộc trận luôn. Giờ thì chơi với em Minh tuổi tác gì nhỉ. Vợ chồng mình mỗi người 5 quả thôi, ai ăn được nhanh thế thôi nhỉ. Đúng không? Rồi. 5 quả, bỏ cái cứng cứng kia ra. Đúng là 5 phút, đúng là 5 quả, ai ăn được nhanh nhất. Nhưng mà phải đập nó ra, cho vào bát con ý, cho vào bát tô ý, ăn. Ok, luộc thử xem nào. Ôi, cho em nó lên nữa. Mỗi người 5 quả, ai ăn được nhanh nhất. Được chưa? Phức rồi đấy. Úi dồi ôi, sôi rồi. Được tầm 10 phút nữa vợ ạ. Để nó nhừ ăn nó ngon. Rồi, ok rồi. Ý, nhừ lắm rồi, sôi được 20 phút. Xuống ngâm này này, hơn 30 phút nữa này này. Đấy. Món xem dòng phèo của em bò xem nào, nó phọt pịa ra hết đây này vợ này này. Rồi ok rồi đấy, chín rồi. Đấy, có chắc là nhừ lắm rồi đấy cái này. Rồi ok thôi, chiến đấu thôi nhỉ. Cho em nó lên thất thôi. Ôi, nóng lắm vợ ạ. Thằng đấy cái này. Dự đoán ăn được mấy quả còn lên đi. 10 quả là vợ chắc chắn rồi. 10 quả. Ủa thế thì thua gì 10 quả. 30 quả đấy, còn thừa ra là 20 quả nữa. Quả to ác nhỉ. Nhận đợt này to thật nhỉ. Ừ. Nó từng đợt.
Thái như kiểu ăn quán luôn đúng không? Đúng bài của nó nhỉ, vừa nhỉ. Thế bố làm cái chẩm chéo ngon ngon. Chẩm chéo có mà. Cho chẩm chéo cuốn vào là ok ngay. Đảo một ít lòng ăn để nó ngợi tí. Nóng quá. Nóng à. Này mới ngồi là món ngon. Quen ăn nhỉ. Được ăn một lần thì quen. Ý, chấm chéo ăn quá là ok luôn. Rồi, mời tất cả anh em ăn cơm cùng vợ chồng mình nhá. Hôm nay tổng kết ruộng, chẳng có gì ăn anh em ạ. Lúc nào cũng đi chợ thì cũng ăn món là như này thôi. Chợ ở khu mình này. Gà vịt thì... Đấy, gà vịt thì thỉnh thoảng mới ăn. Gà vịt thì ăn suốt rồi. Rồi, vợ chồng mình làm ít bia anh em ạ. Hôm nay đi gánh nhà mạ mệt lắm. Mấy cốc rồi nhỉ, tráng miệng. Uống bia sợ. Ờ đấy. Cho nó lạnh vào nào. Lên. Rồi, mời tất cả anh em nhá. Mời nhá. Ôi giời, tổng kết ruộng. À. Ờ, bắt thằng chéo đâu. Đây, chọn số này nhá. Đấy, gia vị này này. Rất khô với cả đủ các loại luôn đấy. Cái này. Đây, muối vị chính. Rồi, mời tất cả anh em. Rồi, vẫn tiếp tục lòng anh em ạ. Rồi, mời tất cả anh em nhá. Rau cơm. Giòn ngon hết. Mồi ấy, trứng ấy. Còn nóng nhỉ? Ừ, nóng rồi. Đấy, ăn ngay trước đi. Không là ăn ngay trước nha. Sao nó lại ngon như thế này vậy nhỉ? Đấy, nước canh anh em ạ. Cái này tí phải làm cốc rượu ăn ngon đó. Lạnh có bia không hợp gì nhỉ? Trứng cho mình chém đi ăn đi, tí làm có gọi là ăn tầm mấy người 6-7 quả trước, tí là vợ chồng mình mới là lọ nhau. Ê, no mất rồi cái gì đó. Quả to anh nó sướng rồi. Nhưng mà tôi quen cho chẳng có rồi. To rồi. Rau cỏ củ quả vào đây này. Rau lá răm rồi. Ăn đi. Để nó giảm tốc độ tí đi. Chồng không nên ăn chứ vợ ăn được mà. Để nó giảm tí đi. Vợ này thời gian này hơi sung ấy. Vì vợ còn trẻ. Còn trẻ. Sợ thật. Đây mời tất cả mọi người. Thôi ăn đi, ngon lắm. Món này nó đỉnh anh em ạ, ăn. Không ngờ hôm nay vợ đi chợ được không nhỉ? Này vừa ăn ngon quá nhỉ.
và cả trứng, còn lòng vò nữa. Ăn đồng nó ngon lắm. Cái này ăn này, anh em này, cái này ăn giống như kiểu dạ dày của con lợn, nhưng mà cái này nó dày hơn, ăn sụt sụt hơn nhỉ. Nên nào mai kia đi mua mua cái này, nó còn mua còn rẻ đâu, cân 100.000 à? Ăn 100.000. Mua cái gì ăn ngon. Ăn trứng đấy. Bữa hết một quả chưa gì. Ăn rồi, đến rồi. Wow. Đơn trứng à. Quả này to quá rồi, còn vớ ra này vừa này. Úi dồi ôi, to sướng chưa? Đỉnh luôn. Úi dồi ôi, nhiều nước thế, úi nóng thế. Đấy, cho hai quả luôn hả, như nào? Nào, cho hai quả luôn đi. Nhìn nào cũng vào hết rồi mà. Đấy, lúc thèm này đúng không? Ở trên ruộng thì lúc nào vào được, về nhà thì phải ăn trứng lộn được thế. Ăn đi. Ăn mạnh vào đi. Đấy, cho gia vị vào anh em ạ. Đấy, gừng thì ăn nhiều vào, cho gừng vào. Cho mệt quá kiểu hơi ho ấy. Đấy. Cho lạnh quá, lạnh kiểu đi ruộng thế là bị ốm luôn. Ai, rau cỏ cho vào đây này này, rau răm đây này, rau mùi này này, vừa này này, ở đây này này, trên này nhiều này này, đấy rau răm này này, cho vào đi, sợ gì, trồng rau này thua gì, hãm sao được. Rồi, mời tất cả anh em nhá. Rồi đấy, cái này thì tí phải uống rượu vừa ạ, làm hai cốc. Mai đằng nào cũng xong ruộng thì ngủ thôi, nhưng mà không ngủ được, không mệt quá thì mai đi rừng nhỉ, đi kiếm mà mang đi, đi cuốc mang đi. Mắm cơm à. Tao bị bối làm ngon á, có hạt mắc khánh luôn, hạt mắc khánh hạt dổi luôn đấy. Thế thì xong sớm nhỉ, tại chuyển rất còn mãi xa quá thì khó, tại mình không có chỗ làm mà. Xong ruộng thì ok, thoải mái chơi mà cười như là nhường là ok đúng không, khoái cái món này vậy này. Tuyệt vời. Chắc là tuyệt vời như này vợ ạ. Đi làm về mệt thì cứ có cái ăn như này là quá ngon luôn. Quá sướng luôn. Sướng lắm rồi. Đấy, ăn đi. Chưa hết rồi. Ăn đi. Ăn được bao nhiêu, ăn trứng. Riêng mà ăn trứng thì ăn được bao nhiêu. Rồi lắm 20 quả chứ mấy đúng không. Vừa ăn khỏe đấy, nhảy vừa nhảy. Đừng đùa đúng không? Vừa ăn được mà. Đấy, vợ chồng mình ăn trứng thì chắc là cũng ngang nhau. Chắc vợ không ăn được không nhỉ? Nhìn sắc, để mà nói đúng không? Nếu mà để đấy, ăn gừng. Được. Ăn thì nhau chắc vợ không được ăn được. Ăn thua gì, anh Thành còn 3 quả gì, còn không nổi. Chịu thua luôn. Ngon trứng sướng ác nhỉ. Con nó còn nhỏ ăn sướng. Đúng không? Đấy, cho ít nước canh vào, ăn ngập cũng sướng. Đấy, thôi lên. Ôi, rau cỏ nữa. Đấy, này ăn sướng. Nó mới đỉnh cao. Ăn cái này vào thì đỉnh ác đúng không? Đỉnh thì trên ngỏi thế thôi. Đấy, này vào thì nó đỉnh. Hôm nay vợ chồng mình hay đi ăn đêm nhỉ, ăn trứng lộn với cả
bánh cuốn, nhưng mà thôi mệt rồi thì ở nhà mua về ăn. Tiện đi hôm đi lạnh lắm, quán xá không tiện. Rồi lên đi bố ơi, mạnh lên. À, nó to nó sướng luôn nè, to sướng luôn. Ăn đi, ăn từng quả một nó ngon hơn đúng không? Đúng này, to qua chị. To sướng chứ. Đấy, xả ra. Đấy, rau cỏ rau răm vào. Quá là ok này ăn. Hôm nay chậu vì có món này nên nó khoái hơn đúng không? Nó ngon hơn. Đây, rau cỏ quá. Ngon. Phong phức. Ăn để nó phong phức này này, ăn gừng bao nhiêu vậy? Nó cảm giác hơi ho thì ăn gừng vào. Đâu đâu phải ăn ngon nhỉ. Nhưng mà ăn cái gì có chất quá anh, kiểu nó cứ thay nhãn nhanh. Nó ăn được ít. Không ăn được nhiều. Ăn phải có chất mới đủ sức để làm việc, đúng không? Không có sức thì làm gì ăn nó ngon. Ăn cái này là sở trường cũng nắc hợp mình. Ăn cái món này ngon. Mà kia đi mua kiểu mình đi mua sớm ấy, mua để rửa ráy sạch sẽ để trong tủ để ăn dần nha. Mua cả bộ to đấy. Dọc đường vào nó quá đỉnh luôn. Ăn nữa. Đấy. Này. Ăn này đi. Đấy. Cái ngon không biết ăn. Dài giòn. Dài giòn. Thứt thứt anh em ạ. Quá ngậy luôn. Đúng. Tôi vừa có chưa ăn cơm. Ăn hết 6 quả trứng. Một đống rau với cả một 2-3 miếng đồng còn như bảo đủ rồi. Người cốc viên nữa, ăn thua gì. Trứng quả to quá. Đây. Không uống nổi luôn này. Miếng to này ăn xuống này vợ này. Mình kéo ăn này này. Xuống này này. Như này là quá ngợi. Chút 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 chút.
không biết mua trước kia nhỉ. Ông Trung, ông Thờ vai toái là mua cái này ăn thử đi, được thằng kia ăn thử quay ăn luôn rồi nhỉ. Thì là quá ngon. Đúng thì giờ dày con lợn luôn đây này. Ăn cái này biết ăn mùa rẻ nên mỗi một cân 100.000 một cân ăn mệt nhỉ. Ăn với chơi ngon. Ở đây nhá, đừng ăn từ từ vào. Rồi chồng mình phải tí em bỏ cái tủ ra nữa, một hai cốc nữa. Cứ ăn bia, nói chuyện. Rồi 8 quả rồi. 20, vợ ăn 6, chồng ăn mỗi có 4 quả. Chồng yếu. Yếu gì, tí hết mà. Còn không đủ ăn ý, mà khi ăn nó phải 20 mấy quả trong 26, 27 là no, không ăn gì cho ăn trứng lộn không ấy đấy thì chập chéo ăn để với rau cỏ rồi này, rau cỏ này quá là tuyệt vời luôn này, nhìn rau cỏ thì quá ngon luôn. Đúng không, đúng không? Thôi chương trình video của vợ chồng mình xin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhé. Chào tất cả anh em nhé. Đấy, anh em nhớ ủng hộ và đăng ký kênh và ủng hộ vợ chồng chú Anh nhá, anh em nhá. Hôm nào có dịp về đây cho anh chơi cắt cơn anh em ạ. Rồi, lên.